thân cận một người tốt thân cận một người thiện sẽ đạt được rất nhiều lợi ích còn thân cận một người ác thì quý vị chịu thương tổn rất nhiều như vậy mới biết tư duy chọn lựa không có trí huệ không được không có trí tuệ thì thường chọn sai. Chọn sai không những hiện tại đau khổ. mà tương lai đau khổ càng phiền phức hơn. Con người hiện nay chọn lựa gì? Họ đều chọn danh văn lợi dưỡng Lựa chọn danh lợi Đặc biệt rất coi trọng lợi Lựa chọn làm sao để kiếm tiền Có thể kiếm tiền được chăng Nếu thật sự kiếm được tiền Thì Đức Thế Tôn cũng đã đi kiếm tiền Khổng phu tử cũng đã kiếm tiền Những người này thông đạt thấu triệt sự lý Tiền không phải kiếm được Mà nó là gì? Là do đức hạnh chiêu cảm đến Thế nên Phải có đức Phải có mạng không có đức không có mạng thì làm gì có tài phú làm gì có danh lợi như chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều người được danh lợi họ đích thực là không từ thủ đoạn nào cũng có thể đạt được chúng ta thấy sai bởi chỉ thấy ở bên ngoài Chưa quan sát sâu sắc Nếu quan sát sâu sắc Thì quý vị sẽ hiểu Ngày nay họ không tự thủ đoạn nào Cũng có thể đạt được danh lợi Nguyên nhân vì sao? Do trong đời quá khứ Tu tích phước đức sâu dày không phải do tu trong đời này đời này họ không hiểu đạo lý chính là như vậy trong đời quá khứ tu công tích đức thâm hậu lớn lao đời này dù họ dùng thủ đoạn không chính đáng ý niệm không thanh tịnh họ vẫn đạt được đạt được nhưng đã bị giảm ví dụ quý vị thấy ngày nay họ là phú ông có của cải ức vạn kỳ thực số mạng của họ được bao nhiêu số mạng có thể là hai ức ba ức bốn ức hiện nay chỉ có được một ức như vậy là vì sao Chính là do ý niệm và hành vi của họ sai lầm Nếu như họ dùng đạo đức Nhân nghĩa Từ bi Thì của cải hôm nay của họ Không chỉ một ức Số mạng có hai ức Nhưng vì họ có đức hạnh Tầm tốt Hành vi đúng đắn có thể họ từ hai ức được nâng lên đến bốn ức ngày càng giàu có hơn nếu dùng tâm bất thiện khởi tâm động niệm tổn người lợi mình muốn đoạt lấy của người khác số mạng họ vốn có hai ức nay bị giảm bớt một nửa họ chỉ được một ức Bởi thế cổ nhân hiểu được Có đức có số Người bây giờ không hiểu Chỉ dựa vào tranh đoạt Đấu tranh, chiến tranh Họ dùng phương pháp này để đoạt được Không những phước báo bị tổn giảm Mà tương lai còn đoạt vào trong tam đồ Khổ không nói hết Ai biết, Phật biết. Bởi vậy, không thể không tin kinh giáo, không thể không thận trọng khi chọn lựa. Vì sao Đức Thế Tôn Đức Khổng Tử là chọn việc dạy học? Dạy học là tích lũy công đức. Bởi thế quý vị nên biết đối với thầy tôi cảm ơn không bao giờ quên nếu không phải thầy chọn cho tôi đi con đường này thì từ lâu tôi đã không còn ở nhân gian nữa không ở nhân gian thì đi về đâu chắc chắn là vào trong tam đồ vì không có cách nào hóa giải được oán hận đó Mang theo oán hận Mang theo bất bình Thì sau khi chết Đều đọa vào súc sanh Ngạ quỷ địa ngục Làm sao đến được thế giới cực lạc Đồng nghĩa nói Thầy đã đem tôi về từ Tam Độ Và đưa đến thế giới Tây Phương cực lạc Đây là ân đức của Thầy nếu không gặp thầy làm sao biết được để quay đầu ân đức này của thầy quá lớn lỡ ngờn cả ân đức của cha mẹ rất nhiều cha mẹ cho tôi thân mạng này nhưng không cách nào dạy tôi xa rời luân hồi tôi gặp được ba vị thầy này cả ba người đều đem tôi từ ác đạo trở về rồi đưa tôi đến thế giới tây phương cực lạc đem tôi ra từ trong xã hội đầy ô nhiễm này trong đời này có thể duy trì sự thanh tịnh không ô nhiễm công đức này quả là vô cùng lớn lao, đời đời kiếp kiếp cảm ơn không hết, làm sao báo đáp? phải y giáo phụng hành, vãng sanh tịnh độ, thân cận di đà, đây chính là báo ơn thầy. Bao nhiêu năm nay. Có rất nhiều người hộ trì Người hộ trì rất nhiều Ngàn ngàn vạn vạn người Khiến chúng tôi không lo lắng vướng bận Trong cuộc sống tinh thần cũng như vật chất Đây là ân hộ Pháp Là ân của Thí Chủ chúng ta thật sự thành tựu thì mới báo đáp được ân của thí chủ lời cổ nhân sẽ có đạo lý một hạt gạo của thí chủ lớn như núi tu di đời này không hiểu đạo mang lòng đội sừng để trả chưa bị học phật đều biết chúng ta nên báo ân cha mẹ báo ân thầy tổ Báo ơn Phật Bồ Tát Báo ơn Thí Chủ như thế nào Đều phải chính mình thật sự thành tựu Nhất định được vạn sanh tịnh độ Chúng ta mới không cô phụ rất nhiều người Có ơn, có nghĩa đối với mình Bao gồm cả những người tổn hại chúng ta Họ đều có ân đức Vì sao vậy? Vì họ tổn thương, hủy bán, sỉ nhục chúng ta Chính là đang thử thách cảnh giới chúng ta Họ là người thẩm tra Đến tham gia buổi thi của chúng ta Các cửa đều thông qua Không có oán hận Không có báo phục Chỉ có cảm ơn Chỉ sanh tâm hoan hỷ Không có tâm oán hận Khảo nghiệm công phu của chúng ta Phải chăng thật sự đã nâng cao Phải chăng đã thật sự thành tựu Nên đó là người kiểm tra chúng ta Đó chính là người thầy tốt Kiểm tra nghiêm khắc Chúng ta thông qua các quan Quý vị không thông qua những cửa ải này Tính tâm của quý vị từ đâu mà có Chính mình không có tính tâm Thì người khác làm sao tin tưởng quý vị Bởi thế Bản thân giáo hóa chúng sanh có lợi ích lớn kiến thủ kiến là về mặt quả báo kết quả như thế nào kết quả sai lầm chúng ta học phật nếu sau cùng sanh thiên là sai lầm sao lại đi lên trời lên trời không tệ nhưng không phải là nguyện vọng của chúng ta vì quý vị hạ xuống đến mấy cấp Nếu như đời sau lại đến nhân gian Như vậy thì lại càng tệ Đúng là đứng nguyên vị trí cũ Không tiến thêm bước nào Nếu đọa vào tam đồ Đó là thoái lui Đây là về mặt quả Đây chính là vào thời Càng Long Trong Đại Thế Chí Viên Thông Chương Đại sư Quán Đảnh Đại chú giải trang sao cùng Ngài nói với chúng ta rằng Niệm Phật có một trăm loại quả báo. Điều đầu tiên chính là địa ngục A Di. Niệm Phật sao lại đọa vào địa ngục A Di? Đọa vào trong đường ngạ quỷ, đọa vào trong đường súc sanh, đọa vào trong la sát tu la. Có, thật sự có đấy, không phải không có thế nên tu học, tâm hành rất quan trọng, khởi tâm động niệm ngôn ngữ tạo tác nhất định phải tương ương với tánh đức. Đây là phải đoạn năm loại phiền não ở trước, đoạn tận kiến hoặc chính là chánh kiến. ở sau có năm loại chính là tư hoặc thứ sáu là tham thứ bảy là nhuế nhuế là sân nhuế thứ tám là mạng là ngạo mạng thứ chín là vô minh vô minh tức là si là ngu si thứ mười là nghi năm loại ở sau này Chúng ta thường nói là tham sân si mạng nghi Năm thứ này rất phiền phức Năm loại trước là kiến giải sai lầm Tuy rất hung bạo nhưng là dễ đoạn Còn năm loại sau tham sân si mạng nghi Lại rất khó đoạn cổ nhân ví dụ gọi là vương vấn không dứt nó nói lên điều gì nó rõ ràng chúng không dễ đoạn đoạn tận tất cả những thứ này đoạn tận tất cả mười loại phiền não sẽ chứng quả a la hán mười loại phiền não này đều có chúng ta là phàm phu thì nhất định phải nhớ chúng ta học phật không nâng cao cảnh giới học mấy mươi năm mà mười loại phiền não này vẫn còn nhiều nhất là về mặt pháp thế gian luân lý đạo đức của quý vị nâng cao hơn một chút trong phật pháp thì quý vị đứng nguyên một chỗ không có chút tiến triển nào trong đạo phật nói công phu tu hành chính là ở chỗ buông bỏ mười điều này đã buông rồi chăng công phu thật sự chính là đây có phải nói là một ngày đọc bao nhiêu kinh Niệm bao nhiêu danh hiệu Phật Lại mấy trăm ngàn lại Không phải ý này Đó đều là phương pháp Phương pháp có được hiệu quả hay không Hiệu quả là những thứ này rất nhạt Hoặc không còn nữa Đây là hiệu quả Thật sự khảo nghiệm công phu của bản thân Phải đem điều này ra đối chiếu Chúng ta còn có tham tâm chăng? Tham tâm của chúng ta so với năm ngoái Nặng hơn năm ngoái hay là nhẹ hơn năm ngoái? Nhẹ hơn năm ngoái rất có tiến bộ Xem lại tâm sân nhuế Ở trong nghịch cảnh, trong ác duyên Ta còn sanh tâm sân nhuế không? Phải thường so sánh như vậy Trong cuộc sống hàng ngày xử sự, sự đối nhân tiếp vật có ngạo mạn không? Phải nỗ lực kiểm điểm Không siêng năng kiểm điểm Thì sẽ không phát hiện được Vô minh là ngu si Không có trí tuệ nghĩ sai làm sai đều thuộc về vô minh nghi hoặc nghi là không có lòng tin điều đầu tiên chúng ta thử nghĩ xem đây là hiện tượng phổ biến trong xã hội chúng ta đối với chính mình có lòng tin không Bắt đầu nói từ chỗ thấp nhất của lòng tin Là chúng ta có tin mình có thể làm người tốt không? Chúng ta có tin mình có thể thực hành đệ tử quy không? Thực hành được đệ tử quy chính là làm người tốt Chúng tôi từng nói Trước đây chúng tôi đã làm thí nghiệm ở Thang Trì 37 thầy cô giáo trong vòng hai tháng đã thực hành được đệ tử quy tôi yêu cầu là bốn tháng nhưng không ngờ mới hai tháng họ đã thực hành được bản thân chúng ta có thể tin tưởng mình ba tháng thực hành được mình nửa năm thực hành được nếu không thì một năm tôi thực hành được Đây là gì? Đây là công phu chân thật Đây gọi là thực sự hành trì Đọc được, nói được, thuộc được Cũng vô dụng Nếu như quý vị không làm được Bởi thế, bí quyết thành công là thành thật Nghe lời, thực hành Nghe lời ai? Nghe lời của cổ thánh tiên hiền. Nghe lời Phật Bồ Tát. Ở đây Phật Bồ Tát dạy chúng ta rằng phải buông bỏ 10 loại phiền não này. Chúng ta đã buông bỏ được loại nào? Bây giờ chúng ta nói nghi. Chúng ta có thể hoài nghi đối với giáo huấn của thánh hiền không? Trước một ngày vãng sanh Thầy Lý đã nói với những học sinh bên cạnh Đây là đồng học nói lại với tôi Thầy nói Thế giới đã loạn Cho dù chư Phật Bồ Tát Thần tiên hạ phàm cũng không cứu được Quý vị chỉ có một con đường sống duy nhất chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn sau cùng. Là giáo huấn sau cùng của thầy Lý là dạy chúng ta nhất tâm niệm Phật chuyên cầu tịnh độ. Lời này là thật không phải giả. Thế giới ngày nay đều phổ biến thúc đẩy nền giáo dục này, giáo dục cạnh tranh. Giáo dục tổn người lợi mình. Nếu cứ tiếp tục phát triển nền giáo dục này, chúng ta biết nó đi là con đường chết nó đã tuyệt đường khiến người khác khởi tâm động niệm là gì có tôi tức không có người khác có người khác sẽ không có tôi đối địch với tất cả mọi người đối địch với cha mẹ vợ chồng đối lập anh em chị em họ đều đối lập Quý vị thử nghĩ xem Thế giới này làm sao có thể hòa bình được Không thể Giáo quấn của các bậc thánh hiền Là bắt đầu dạy từ khi còn bé Dạy điều gì? Dạy nhường nhịn Khi trẻ con không biết chuyện Dạy nhẫn nhường lớn dần lên hiểu chuyện mười hai mười ba tuổi đã hiểu chuyện dạy khiên nhường thành người lễ nhường không tranh cảnh giới cao nhất là đối với người không tranh đối với thế gian không cầu đó là hòa bình nó phù hợp với nhân nghĩa đạo đức nó tương ưng với tánh đức của tự tánh thúc đẩy nền giáo dục này lên cực điểm là thánh hiền người người đều thành thánh thành hiền như vậy mới biết tư duy chọn lựa không có trí huệ không được không có trí tuệ thì thường chọn sai chọn sai không những hiện tại đau khổ mà tương lai đau khổ càng phiền phức hơn Con người hiện nay chọn lựa gì? Họ đều chọn danh văn lời dưỡng. Lựa chọn danh lợi. Đặc biệt rất coi trọng lợi. Lựa chọn làm sao để kiếm tiền? Có thể kiếm tiền được chăng? Nếu thật sự kiếm được tiền Thì Đức Thế Tôn cũng đã đi kiếm tiền Khổng Phu Tử cũng đã kiếm tiền Những người này thông đạt thấu triệt sự lý Tiền không phải kiếm được Mà nó là gì? Là do đức hạnh chiêu cảm đến thế nên phải có đức phải có mạng không có đức không có mạng thì làm gì có tài phú làm gì có danh lợi như chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều người được danh lợi họ đích thực là không từ thủ đoạn nào cũng có thể đạt được Chúng ta thấy sai Bởi chỉ thấy ở bên ngoài Chưa quan sát sâu sắc Nếu quan sát sâu sắc Thì quý vị sẽ hiểu Ngày nay Họ không từ thủ đoạn nào Cũng có thể đạt được danh lợi Nguyên nhân vì sao Do trong đời quá khứ Tu tích phước đức sâu dày không phải do tu trong đời này đời này họ không hiểu đạo lý chính là như vậy trong đời quá khứ tu công tích đức thâm hậu lớn lao đời này dù họ dùng thủ đoạn không chính đáng ý niệm không thanh tịnh họ vẫn đạt được đạt được nhưng đã bị giảm ví dụ quý vị thấy ngày nay họ là phú ông có của cải ức vạn kỳ thực số mạng của họ được bao nhiêu số mạng có thể là hai ức ba ức bốn ức hiện nay chỉ có được một ức như vậy là vì sao Chính là do ý niệm và hành vi của họ sai lầm Nếu như họ dùng đạo đức Nhân nghĩa Từ bi Thì của cải hôm nay của họ Không chỉ một ức Số mạng có hai ức Nhưng vì họ có đức hạnh Tầm tốt Hành vi đúng đắn có thể họ từ hai ức được nâng lên đến bốn ức Ngày càng giàu có hơn Nếu dùng tâm bất thiện Khởi tâm động niệm tổn người lợi mình Muốn đoạt lấy của người khác Số bạn họ vốn có hai ức Nay bị giảm bớt một nửa Họ chỉ được một ức Bởi thế cổ nhân hiểu được Có đức có số Người bây giờ không hiểu Chỉ dựa vào tranh đoạt Đấu tranh, chiến tranh Họ dùng phương pháp này để đoạt được Không những phước báo bị tổn giảm Mà tương lai còn đoạt vào trong tam đồ Khổ không nói hết Ai biết, Phật biết. Bởi vậy, không thể không tin kinh giáo, không thể không thận trọng khi chọn lựa. Vì sao Đức Thế Tôn Đức Khổng Tử là chọn việc dạy học? Dạy học là tích lũy công đức. quý vị xem khi họ tại thế họ tại thế là người rất phổ thông rất bình thường đặc biệt là khổng tử trong xã hội không làm quan cao không nổi danh gia đình không giàu có là một gia đình bình thường chỉ đủ để duy trì cuộc sống mà thôi. Còn Nhan hồi là học trò tốt nhất, ưu tú nhất của ông. Dùng cách nói của chúng ta ngày nay, thì Nhan hồi nghèo khó đến tột cùng, chỉ có thể nói là đỡ hơn ăn xin một chút. Thế nhưng đức hạnh Và sự giác ngộ của nhan hồi Thì trong số học trò của ông Không ai sánh bằng Tâm thái nhan hồi Đoàn chánh an lạc Học nhi thời tập chi Bất diệt duyệt hồn người đời sau nói đến niềm vui của khổng tử và nhan hồi họ an vui vui ở đâu vui ở chỗ họ hiểu rõ ràng minh bạch chân tướng của nhân sinh vũ trụ không hề mê hoặc đây là niềm vui chân thật có năng lực trí tuệ như thế thì mới có năng lực tư duy chọn lựa nghĩa là năng lực tư duy chọn lựa của quý vị đức thế tôn chọn việc dạy học suốt đời đây là một nghề suốt đời dạy học không có danh cũng không có lợi vì sao ngài chọn công việc này vì đây là niềm vui chí cao vô thượng thầy phương đông mỹ đã nói hưởng thụ cao nhất của đời người hưởng thụ cao nhất không phải là tài phú không liên quan đến của cải không liên quan đến địa vị không liên quan đến danh dự thế nhưng có quan hệ với trí tuệ chân thật có quan hệ với đức hạnh có quan hệ với từ bi thanh tịnh đây gọi là cao nhân trong thế gian bởi thế đầu tiên là tuệ đức đức dụng của trí tuệ xung đột là do đối lập mà có còn lấy đối lập để hóa giải làm gì có đạo lý này vậy thì phải dùng phương pháp gì không đối lập phải như thế nào điều này phải cần trí tuệ rất cao cũng là đức hạnh rất cao không thể yêu cầu đối phương mà phải yêu cầu chính mình Chúng ta không đối lập với họ. Họ có thể đối lập với chúng ta, nhưng ta không đối lập với họ. Họ phân tách giới hạn với ta, nhưng ta với họ không có giới hạn. Phải dùng đức hạnh để cảm hóa quý vị là dùng tâm chân thành họ là dùng vọng tâm trong lòng họ có hoài nghi cũng chính là nói họ có tham sân si mạng nghi tâm chúng ta không có tham sân si mạng nghi đây là tâm chân thành dù họ không tốt với ta ta đối với họ cũng không hề thay đổi họ hủy bán ta nhục mạ ta hãm hại ta chúng ta nên đối đãi họ như thế nào dùng tâm thanh tịnh đối với họ tuyệt đối không để những hành vi ngôn luận của họ trong lòng tâm chúng ta thanh tịnh không ô nhiễm có tai mà như điếc thấy mà không chấp trước Thông thường nói tuyệt đối không để trong lòng Để trong lòng những gì? Là nhân từ Là từ bi Là nhất thể Là trí tuệ Chúng ta dùng trí tuệ để quan sát, thấu hiểu Họ đang mê, họ không giác ngộ tôi rất may mắn hiện nay tôi giác ngộ được một chút nên không còn mê nếu ta giống như họ thì ta phải trả thù họ phải tranh biện với họ hai trình độ này cao giống nhau một bên cao một bên thấp Vấn đề liền được hóa giải Vì sao vậy? Vì cao sẽ tha thứ cho bên thấp Không so đo với họ Quý vị thấy Đứa bé 3 tuổi nào đi đánh nhau với ông cụ 80 tuổi không? Vì sao họ không đánh nhau được? Hai đứa bé 3 tuổi tranh cãi nhau Thì chúng thực sự sẽ đánh nhau Hai ông cụ 80 tuổi cũng có thể đánh nhau còn người 80 tuổi Thì nhất định không đánh nhau với đứa nhỏ 3 tuổi Chính là đạo lý này Quý vị nên quan sát tường tận Trình độ quý vị cao hơn họ Vấn đề sẽ không sản sanh Sẽ được hóa giải Trình độ họ cao hơn chúng ta Cũng không đánh nhau được Sẽ không phát sinh xung đột này Phương pháp hóa giải xung đột phải cần giới định tuệ. Phải là lục ba la mật. Người xưa nói phải nhân nghĩa, phải trung thứ. Nhân nghĩa trung thứ của nho giáo thật sự giải quyết được vấn đề. Chân thành từ bi của đạo Phật Không những Không có oán hận Không có báo thù Mà còn toàn tâm toàn lực Giúp họ phá mê khai ngộ Thành tựu đạo đức học vấn cho họ Khiến họ thực sự ly khổ đắc lạc còn đối lập oán hận người nước ngoài dùng thủ đoạn trấn áp báo thù sẽ không giải quyết được vấn đề lại còn khiến cho vấn đề ngày càng ác liệt ngày càng rối loạn chúng ta không thể không hiểu điều này bởi thế, phải đoạn thân kiến và biên kiến. Khi đã đoạn được biên kiến, thì tất cả chúng sanh với chính mình là nhất thể. Quý vị sẽ thân thiết, yêu thương tất cả mọi người, dù họ không yêu thương, làm phiền quý vị, đó là gì? Là nghiệp chướng do họ mê hoặc không giác ngộ. Lúc này thật sự phải giúp họ vì sao vậy? Vì quý vị đã học Phật nên phải hành đạo Bồ Tát, phải phổ độ chúng sanh đau khổ. Họ đang đau khổ. Quý vị có duyên với họ, làm sao không độ được? Đây gọi là chân tu hành, không phải giả. Phật Bồ Tát đã dạy chúng ta, chúng ta đều y giáo phụng hành. đối với chúng ta rất tốt chắc chắn không có chút tâm tham luyến nào đối với việc ta làm cũng không có tâm oán hận vĩnh viễn dùng tâm gì dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác chúng ta học kinh vô lượng thọ quả thật đã đạt được điều này tuy hiện tại chưa có tâm giác nhưng nhất định là thanh tịnh bình đẳng đức hạnh quý vị cao hơn họ khi giác ngộ rồi thì tự nhiên họ bị cảm động tự nhiên họ khâm phục theo học tập với quý vị nếu chúng ta cũng có cái nhìn giống họ hai bên đối lập thì không dễ gì hóa giải được nhất định phải biết điều này thế nên nhân quả rất đáng sợ trong nhân quả là gì là báo thù Vướng víu từ đời này qua đời khác không thôi Hoàng oan tường báo không bao giờ dứt Sông Phương không biết phải đau khổ đến bao nhiêu đời kiếp nữa Trong đó có một người giác ngộ thì mới hóa giải được Nếu cả hai đều không giác ngộ Thì quả thật rất đáng thương vì sao làm chuyện ngu ngốc như vậy cổ nhân dạy chúng ta oan gia nên giải không nên kết suốt đời đừng nên kết oán với người chúng ta cần tu đạo đức có người hiểu lầm chúng ta có người tin lời nói hai lưỡi gây chia rẽ thị phi người gây chia rẽ thị phi có người có ý có người vô ý quý vị nghe rồi tin Từ đó khởi ý niệm đối lập Thậm chí còn oán hận Trong cảnh giới này chúng ta xử lý thế nào? Trong kinh dạy rằng Nơi nào Bồ Tát hiện thân Khiến tất cả chúng sanh đều sanh tâm hoan hỷ Chúng sanh này ghét tôi Làm sao khiến họ sanh tâm hoan hỷ được Chúng ta thấy họ ở đó liền tránh xa Thì họ sẽ hoan hỷ Đây đều là trí tuệ Là phương tiện thiện xảo Họ thường hủy bán tôi Còn tôi tán thán họ Họ có hành vi ác, ý niệm ác Tôi không để trong lòng, không hề nhắc đến Họ làm một chút việc tốt tôi cũng khen ngợi Thời gian lâu dần họ nghe nói Ai đó từng khen ngợi anh Còn anh thì cứ ngày ngày phê bình họ Trải qua thời gian 10 năm, 20 năm, 30 năm Họ sẽ minh bạch sẽ giác ngộ bởi thế giác ngộ đâu nhanh chóng vậy một hai năm giác ngộ đó là hàng căn tánh rất lanh lợi mười năm hai mươi năm giác ngộ thì rất nhiều không có thời gian dài như vậy họ không có thời gian dài như vậy để quan sát cũng chính là tập khí phiền não của họ rất nặng Thời gian lâu ngày Phiền não chướng dần nhẹ đi Họ mới giác ngộ được Trong đời này cảm thấy hổ thẹn Có lỗi với quý vị Người này tốt như vậy Quả là một người tốt Trong đời có thể gặp được mấy người Tình hữu nghị tốt đến thế Có thể không trân trọng ước thân cận một người tốt thân cận một người thiện sẽ đạt được rất nhiều lợi ích còn thân cận một người ác thì quý vị chịu thương tổn rất nhiều phải lấy thời gian để chứng minh vì sao vậy vì người đó tốt là giả tạo nhưng nếu họ giả tạo suốt đời cũng sẽ biến thành thật họ giả tạo có thể giả tạo suốt đời giả tạo đến lúc già chết mà vẫn giả như vậy thì chính là thật như vậy là không phải giả quý vị thử giả xem có thể giả trang được chăng Có thể giả trang được mấy ngày. Bởi vậy con người khi bình tĩnh. Khi lớn tuổi sẽ biết tư duy. Nghĩ đến những người bạn lúc trẻ. Tuổi về già đa phần đều không còn nữa. 30 năm trước tôi ở Hồng Kông bạn bè đồng tu xuất gia và tại gia rất nhiều hiện nay thì hai phần ba đều không còn nữa người còn cũng không thường gặp mặt khi gặp lại cảm khái vạn phần quả thật không dám nhớ lại biết bao nhiêu cơ duyên gặp được nhưng không nắm bắt không biết tích lũy công đức không biết cải ác hướng thiện không biết chuyển mê khai ngộ không biết chuyển phàm thành thánh bỏ qua những cơ hội này thậm chí không biết chân tu luyện y theo kinh giáo gọi là chân tu gọi là chân luyện nhất môn thâm nhập trường thời quân tu là luyện thật thần kiến biên kiến phải xem nhẹ Hy vọng bản thân năm nay nhạt hơn năm trước. Như vậy là công phu có tiến bộ. Nếu như ngày càng nghiêm trọng thì chẳng những không có tiến bộ mà còn thoái lui. Dù có học nhiều, học tốt đến đâu thì quả báo tương lai ở trong tam đồ không có phần ở thế giới cực lạc ta không thể không biết điều này thứ ba là tà kiến tà kiến là sai lầm tri kiến sai lầm trong tà kiến phần nhiều thường hay ngộ nhận Không thấu suốt chân tướng sự thật Tin lời người khác nói Khổng tử cách chúng ta 2.500 năm Trong luận ngữ ông nói Quý vị xem thái độ của ông đối với người khác Ông nói Ngày xưa ông đối đãi người tin lời người khác nhưng đến tuổi trung niên về sau thái độ ông đã thay đổi ông nói tôi nghe họ nói nhưng phải quan sát hành vi của họ lúc trẻ ông tin người không cần quan sát hành vi họ nói là ông tin đến lúc tuổi tác bản thân lớn dần cảm thấy người ta nói hay nhưng chưa chắc họ làm được nghe họ nói nhưng phải quan sát hành vi của họ như vậy là sao đây là trí tuệ là tránh tà kiến nghe họ nói mà không quan sát hành vi của họ thì thường phát sinh tri kiến sai lầm như vậy sẽ tạo thành ngộ nhận ngộ nhận người khác thường tổn không lớn nhưng ngộ nhận bản thân mình thì tổn thương quá lớn Tự mình tạo nghiệp Nếu đối với một người thật sự tu hành Người thật sự có trí tuệ Thật sự đối với tất cả chúng sanh có ưu điểm Khởi sinh ngộ nhận đối với những hạng người này Tùy tiện phê bình Hủy bán họ Tạo nghiệp này quả sức nặng Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân hoàn toàn do tà kiến Tội nghiệp do tà kiến tạo thành Khiến quý vị đọa lạc vào trong tam đồn Hiểu rõ nhân quả Thì vấn đề này quả là đáng sợ Dùng điều gì để phá nó? Dùng chánh kiến Chánh có thể phá ta Năm loại kiến này đều không còn là chánh kiến Vì hoàn toàn Dùng giáo quấn của Phật Bồ Tát làm tiêu chuẩn sửa đổi tâm hành sai lầm của mình tuy là dùng vọng tâm nhưng dùng một cách chánh đáng cho nên rất giống bồ tát bồ tát thì dùng chân tâm không dùng vọng tâm đó là bồ tát thật thế nên nhất định phải hiểu thân không phải là chính mình đối đãi thân này thì đừng nên coi trọng nó quá đáng đương nhiên quý vị cũng đừng có ý chà đạp nó vì đó cũng là tội lỗi không thể coi trọng quá vì sao vậy vì nếu coi trọng quá thì liền sinh ra tình chất như vậy không những không nâng cao mà còn đọa lạc đọa lạc vào đâu đọa lạc vào trong lục đạo không ra khỏi luân hồi lục đạo sau khi hiểu rõ chân tướng rồi thì có thể xả bỏ tên này bất cứ lúc nào không hề sợ hãi Niệm niệm cầu sanh tịnh độ Ta cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Ta không thể đem theo thân thể này Khi đem theo thân thể này Thì bản thân chúng ta cũng cảm thấy rất khó khăn Vì sao vậy? Vì đây gọi là một cái túi rách Là vật nhơ nhớ Đến thế giới Tây Phương cực lạc Thân thể quý vị là thân kim can bất hoại là thân pháp tánh là tướng hảo trang nghiêm không gì sánh được mang thân thể này đi thì giống như quý vị mang những bộ y phục rách nát của người ăn xin vào trong một cung điện phúng lệ huy hoàng quý vị còn không chịu buông bỏ vậy đem nó theo để làm gì bởi thế nên biết rằng tất cả những gì trong thế giới này đều không thể mang theo quý vị sẽ biến thành gì biến thành hoan hỉ xả bỏ không hề đau lòng thành tựu bố thí ba la mật viên mãn cho quý vị Bố thí viên mãn, quý vị được ba loại công đức Được tài phú, được thông minh trí tuệ, được mạnh khỏe trường thọ Nhưng ba thứ này đều không phải thật Đều phải xả Vì sao vậy? Vì nó là vật ngoài thân Đến thế giới cực lạc Những thứ quý vị thọ dụng toàn là trong tự tánh vốn đầy đủ Chúng ta chưa khai phát Nhưng Phật A-di-đà đã khai phát Ngài phát hiện ra cho chúng ta Hay nói cách khác Đến thế giới cực lạc Thì quý vị sẽ hưởng thụ được Giống như Pháp Thân Bồ Tát Cõi nhân gian không thể sánh được Cõi trời cũng không sánh được Phật Bồ Tát trong mười Pháp giới cũng không sánh được Quả thật là không thể nghĩ bàn Tu hành, hành là hành vi Hành vi có sai lầm Có thiên lệch nên phải sửa đổi nó Thì gọi là tu hành hành vi thì rất nhiều đức phật đã phân nó thành ba loại lớn gọi là thân khẩu ý hành vi có nhiều cũng không ra ngoài ba loại lớn này thứ nhất là thân thể chúng ta tạo tác thứ hai là ngôn ngữ của miệng thứ ba là tư tưởng ý niệm khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm là hành vi của ý nghiệp ngôn ngữ là hành vi của khẩu nghiệp còn thân thể động tác là hành vi của thân nghiệp thân khẩu ý bao gồm tất cả mọi hành vi không sót một điều nào hành vi sai lầm làm sai nói sai nghĩ sai phải làm sao phải tu tập sửa đổi ta dùng gì để sửa đổi dùng giáo huấn của các bậc thánh hiền dùng giáo huấn của chư phật bồ tát đó là tiêu chuẩn chúng ta dùng tiêu chuẩn này để đối chiếu để kiểm điểm có câu hữu tắc cải chi Vô tắc gia miễn Đây là tu tập lực Thánh hiền Phật Bồ Tát Đó là tiêu chuẩn Bởi thế tu tập lực là giới đức, trì đức khổng mạnh đã dạy chúng ta đệ tử quy lão trang dạy chúng ta cảm ứng thiên phật bồ tát dạy chúng ta thập thiện nghiệp đạo đây chính là tiêu chuẩn phải nỗ lực hành trì hành trì hàng ngày một ngày cũng không được giải đãi phải đặt cơ sở vững vàng trước đây là gì cơ sở của tu tập lực nếu không có cơ sở này thì bất luận học gì phật pháp hay thế gian pháp đều không đắc lực không đắc lực là không có thu hoạch quý vị chẳng học được gì học suốt đời cũng chẳng đạt được gì hàng người này trong xã hội quả thật rất nhiều bất luận là xuất gia hay tại gia đều có thể thấy vì sao họ tu học suốt đời cũng không đắc lực quý vị có nghĩ đến nguyên nhân này không nếu không nghĩ nghĩ ở đây chính là tương trạch lực ở trước làm sao để chọn lựa thấy người khác thất bại chỗ người khác không đắc lực thì bản thân chúng ta học tập là phải tránh nó chúng ta phải sửa đổi như vậy mới có thu hoạch con đường người khác đi là chính xác chúng ta phải học tập đi theo con đường họ đi là sai lầm đem đến thiên tai cho chúng ta thì chúng ta phải phản tỉnh phải sửa đổi <laughs> truyền thống dạy học ngày xưa truyền thống dạy học của phật bồ tát là đặt giới lên hàng đầu nhân giới sanh định nhân định phát tuệ giới chính là giữ quy củ không giữ quy củ làm sao được ở trước tôi có từng nói với quý vị kinh phạm võng dạy người xuất gia hai trọng giới không làm quốc tặc không hủy bán quốc chủ trong anh lạc giới đức phật cũng dạy đệ tử tại gia hai điều trọng giới không lậu quốc thuế không phạm quốc chế quốc chế là pháp luật của quốc gia người đệ tử phật chắc chắn không phạm pháp nhất định không trốn thuế trốn thuế là gì trốn thuế là giới trộm cắp trộm của cải của quốc gia tội này quả thật rất nặng quý vị trộm của một người thì tương lai phải trả lại một người còn quý vị trộm cắp của trăm họ trong cả nước Tài sản quốc gia là thu thuế của bá tánh trong cả nước Như vậy bá tánh cả nước đều là chủ nợ của quý vị Đến khi nào thì mới trả hết đấy Trong giới trộm cắp Nặng nhất là trộm vật của Tam Bảo Tài vật trong chùa thì gọi là vật của tam bảo Đó là tiền do mười phương tín chúng đến cúng dường cho đạo tràng Nếu lấy dùng lung tung Thì tội đó còn nghiêm trọng hơn trộm tiền của quốc gia Vì sao? Vì số người trong một nước có giới hạn Còn số người đệ tử Phật không có giới hạn Biến pháp giới hư không giới Tất cả những người đệ tử Phật Đặc biệt là người xuất gia đều có phần Sao quý vị có thể chọn của họ? Họ là người xuất gia thật sự Họ thật sự đang hành Bồ Tát Đạo nên thường trú này gọi là thập phương thường trú biến pháp giới hư không giới quá khứ hiện tại vị lai đều có phần sao quý vị có thể dùng của họ được trong giới kinh đức phật đã dạy rằng phật tử mặc dù phạm ngũ nghịch thập ác đây là tội nghiệp của địa ngục a tỳ đức phật đều cứu được thế nhưng trộm tài vật của thường trú thì phật không thể cứu lời này là thật không phải giả dối ăn trộm tài vật thường trú làm sao phật cứu được trai chủ của quý vị là biến pháp giới hư không giới tất cả những người thật sự xuất gia tu đạo đều có phần Kết tội này quả là quá phiền phức Bởi thế chúng ta tu học Cần phải biết thâm nhập một môn Trường thời quân tu Cần phải cấm vững ba cái gốc này Xuất gia còn phải thêm vào một cái gốc là sa di luật nghi trong sa di luật nghi có mười giới có hai mươi bốn thiên oai nghi phải làm được không làm không được làm không được là giả thù thắng diệu hạnh chứng đắc kỳ lực quý vị có thể cảm nhận được lực dụng này đây chính là giới đức